Chào anh chị, thì đây là cái dự án Vinhome Ramos quận 9, và ngay chỗ vị trí này đó là cái quỹ đất 7,1 hecta mà chủ tư xây dựng cái phân khu Mastery. Và như vậy hiện nay đang được mở bán đầu tiên của cái khu vực những tòa nhà căn hộ của Gardenia. Từ vị trí này thì anh chị thấy nó nằm rất liền kề cái khu nhà phố Manhattan, và nhìn trực diện qua công viên 36 ta. Cho nên chúng ta sở hữu một căn hộ tại dự án Mastery và khu Gardenia này, thì anh chị sẽ có những cái tầm view về công viên 36 ha đắc địa nhất của dự án cũng như là sông Đồng Nai, sông Tắc. Hiện nay chính sách mở bán là cực kỳ ưu đãi, chỉ thanh toán 30%, 70% hỗ trợ lãi suất 0% và ăn hàng ở gốc trong 30 tháng. Anh chị quan tâm mua những đợt đầu xin vui lòng liên hệ các số hotline trên màn hình. Xin cảm ơn.